Ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số là một bước đột phá mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sau gần 3 năm triển khai, với hơn 32 triệu người dùng, ứng dụng VSSID ngày càng khẳng định và phát huy vai trò hữu ích trong việc cung cấp thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quá trình tham gia thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích tra cứu và còn nhiều nội dung hữu ích khác. Nhằm cung cấp ngày càng nhiều các tính năng tiện ích trên ứng dụng VSSID đáp ứng nhu cầu sử dụng của đông đảo người dân và người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện điều chỉnh nâng cấp ứng dụng VSSID đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp tài khoản VNID với ứng dụng VSSID, đăng nhập ứng dụng VSSID bằng tài khoản VNID. Đây cũng là một trong những lợi ích mang lại từ việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Để sử dụng tính năng đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VSSID, người dùng cần đáp ứng các yêu cầu sau đây. Một là đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tài khoản VSSID. Hai là đã có tài khoản định danh điện tử, tài khoản VNID mức 2. Ba là đã cài đặt ứng dụng VNID phiên bản 2.1.0 và ứng dụng VSSID phiên bản 1.6.7 trở lên. Người tham gia cài đặt phiên bản mới nhất của hai ứng dụng nêu trên tại kho ứng dụng App Store dành cho điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS hoặc trên Google Play với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Các bước thực hiện như sau. Bước 1. Tại màn hình đăng nhập ứng dụng VSSID, người tham gia chọn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử. Ứng dụng VSSID sẽ điều hướng sang ứng dụng VNID. Bước 2. Tại màn hình đăng nhập ứng dụng VNID, người tham gia đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2. Sau khi đăng nhập tài khoản định danh điện tử thành công, ứng dụng VNID sẽ điều hướng về ứng dụng VSSID và hiển thị như sau. Như vậy, chỉ với vài thao tác đơn giản, người tham gia đã có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an cấp để đăng nhập và sử dụng đầy đủ các tính năng tiện ích trên ứng dụng VSSID. Tiện ích này mang đến sự thuận lợi cho người dân các địa phương trên cả nước. Bảo hiểm Bắc Cạn đã đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào để công tác khám chữa bệnh với lại dịch vụ công hành chính, thì Bắc Cạn đã đạt được những bước tiến rất đáng kể. Khám chữa bệnh ở trên các huyện của toàn tỉnh, dịch vụ công của hành chính thì đã giảm thiểu được chi phí và đi lại của người dân, doanh nghiệp, đem lại hiệu quả cao cho tỉnh nhà. Cùng với cả hệ thống chính trị, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, mang lại những thay đổi đột phá, góp phần kiến tạo và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam số theo đúng định hướng về chính phủ số của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó, hiện ngành đang quản lý hơn 91,74 triệu người tham gia, trong đó đã xác thực và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ 94%. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phối hợp với các bộ ngành triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng, hoàn thành cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đăng ký đóng cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế, triển khai hiệu quả ứng dụng VSSID, tạo nhiều thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã phối hợp triển khai sử dụng thẻ căn cước công dân và ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNID phục vụ người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đạt gần 100% cơ sở khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ sinh trắc tại cơ sở khám chữa bệnh. Đến nay, toàn bộ các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip với gần 50 triệu lượt tra cứu thông tin bảo hiểm y tế qua căn cước công dân phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh và cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Những kết quả đạt được trong triển khai công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 đã mang lại những thay đổi mang tính bước ngoặt trong mọi hoạt động của ngành, góp phần kiến tạo và xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam số theo đúng định hướng về chính phủ số,
đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia.